Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, Menado LB Montelagre, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam, Menado LB Montelagre trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đón tiếp. Đại sứ đánh giá cao về việc phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời cho biết, với quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng trong thời gian qua, đại sứ mong muốn tăng cường giao thương kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân giữa hai bên, qua đó tăng cường sự hữu nghị giữa hai quốc gia. Cảm ơn thịnh tình của đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam dành cho Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn đại sứ hỗ trợ cho Đà Nẵng trong việc nghiên cứu cơ hội hợp tác với các địa phương khác và kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào Đà Nẵng phó chủ tịch thường trực của ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn đại sứ tìm kiếm một thành phố tại philippines tương đồng với đà nẵng như cebu để kết nối với nhau về đường bay trực tiếp thúc đẩy đối ngoại văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân hai nước